Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 3 rồi, đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp tục quay cho em ở cái bài số 4. Thì chúng ta đã thống nhất với nhau là ở tiết 1 thì thầy sẽ quay ở phần lý thuyết, còn tiết 2 thầy sẽ giải cho em phần bài tập bổ sung. Đúng không nào? Còn riêng sách giáo khoa và sách bài tập thì đã có sẵn rồi. Đối với sách giáo khoa thì đã hoàn toàn miễn phí trong kênh. Còn đối với sách bài tập thì bắt buộc các em phải đăng ký khóa học online thông qua số điện thoại có trên màn hình các em nhé. Trong quá trình học thì các em nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông và comment tích cực, like, chia sẻ bài giảng giúp thầy các em nhé. Ok, thời nếu mà có thời gian rảnh thì xem quảng cáo ủng hộ thầy, được chưa? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em ở cái bài số 4, đó chính là số phần tử của tập 1 tập hợp con. Thì bài này nó cũng khá dễ hiểu chứ không chẳng có gì khó cả các em ạ. Chúng ta đi xem phần lý thuyết các em nhé. Ta đi xem phần 1. Đó chính là số phần tử của một tập hợp. Chúng ta xem thử là một tập hợp có thể là có bao nhiêu phần tử. Thì ở trong phần sách giáo khoa người ta ghi rất rõ ràng và thầy đã giảng và đã giúp cho các em dễ hiểu. Một tập hợp nó có thể là gì? Có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử và cũng không có phần tử nào. Nếu như mà không có phần tử nào thì người ta được gọi là tập hợp rỗng, và ký hiệu là số 0 xẹt xuống gọi là tập hợp rỗng. Được chưa nào? Kem ghim thầy là một tập hợp có thể có này xảy ra những trường hợp sau này các em này. Có thể có một phần tử này. Mọi cái thầy sẽ lấy một ví dụ nha. Một tập hợp có thể có là một phần tử. Ví dụ tập hợp A. Ví dụ thầy ghi số 0 ở đây. Chúng ta đừng nhầm tưởng là số 0 này là không có phần tử nào, mà tập hợp A này là có một phần tử. Số 0 này đó chính là một phần tử. Các em hiểu chưa nào? Tại có rất là nhiều số, tại sao thầy không lấy mà thầy lấy ở đây đó chính là số 0? Tại vì số 0 này rất đặc biệt ha. Một số bạn cho rằng là dù tập hợp A nó có phần tử không này, một phần tử không này, bảo rằng là tập hợp A này nó không có phần tử nào là sai, mà tập hợp A này có một phần tử. Hoặc là ví dụ như là tập hợp B, ví dụ như là thầy ghi là số 2 chẳng hạn, số 2 đó, thì có một phần tử, có một phần tử đúng không, có nhiều phần tử. Nhiều phần tử thì gọi là lớn hơn một phần tử ha. Ví dụ như là tập hợp A ở đây 1 2 3 4, ở tập hợp này, tập hợp A này có mấy phần tử? 1 2 3 4 là có 4 phần tử ha. Ví dụ thế, có nhiều phần tử hoặc là có vô số phần tử nghĩa là chúng ta không thể đếm được. Ví dụ tập hợp số tự nhiên chẳng hạn, ví dụ như là ví dụ tập hợp C, tập hợp số tự nhiên 0 1 2 3 4, kem chấm 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 ở đây nghĩa là vô số, nghĩa là chúng ta không thể đếm được cái số phần tử trong tập hợp này, ta gọi là vô số phần tử. Kem hiểu nè. Hoặc là không có phần tử nào, không có phần tử nào thì được gọi là gì? Được gọi là tập hợp rỗng. Tập hợp rỗng, các em hiểu nè. Và ký hiệu tập hợp rỗng này là chính là không, chúng ta xẹt xuống một cái, đây chính là tập hợp rỗng. Ví dụ tập hợp A sẽ bằng tập hợp rỗng ở đây, nghĩa là tập hợp A không có phần tử nào. Các em hiểu chưa? Các em nhìn một xíu nào. Ok. Số phần tử của một tập hợp, được chưa? Nó có 4 trường hợp xảy ra như vậy: một phần tử, nhiều phần tử, vô số phần tử và cũng không có phần tử nào. Thì không có phần tử nào thì đó chính là tập hợp rỗng. Chúng ta sẽ đi sang ở cái phần nội dung kiến thức của cái phần thứ hai, đó chính là tập hợp con.
2. Cái này thầy giúp cho các em hệ thống là kiến thức, chứ trong sách giáo khoa thầy không có thời gian để hệ thống lại như này. Trong năm nay thì thầy cố gắng để hệ thống lại để giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn, các em hiểu rõ chưa nào, và chúng ta nắm bắt kiến thức nó sâu hơn một xíu. Về tập hợp con thì nó cũng đơn giản thôi. Về ký hiệu, ký hiệu tập hợp con thì ở đây, đây đó, ký hiệu này là tập hợp con, cha con đấy. Con nghĩa là gì? Nghĩa là cái phần cha nó sẽ chứa cái anh con này. Ví dụ như thầy nói tập hợp A là gồm 1, 2, 3, 4, còn tập hợp B là 1, 2, thì tập hợp B thầy nói là sẽ là con của tập hợp A, tại vì tập hợp A chứa tập hợp B, hay nói tập hợp B là con của tập hợp A. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi thầy là nếu mọi phần tử của tập hợp A nhờ có phụ huynh đăng ký khóa học online sắp bài tập với chuyên đề em thầy dừng này, đều thuộc tập hợp B thì ta nói sao em, thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B nha. Đó, như vậy chúng ta sẽ ký hiệu là như thế nào. Tập hợp A là con của tập hợp B thì A đây, ký hiệu là tập hợp con của tập hợp B, hay nói tập hợp B nó sẽ chứa tập hợp A, hiểu nào. Tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B, tập hợp B là thầy nói thì ký hiệu phải ngược lại chứ, tập hợp B chứa đây, tự nhiên như trời. Đây, tập hợp B là sẽ chứa tập hợp A. Cái này đọc là chứa này, đây tập là con này. Cái đường này chúng ta đọc là này nha, để cho kỹ để em biết luôn. A là tập hợp gì em? Tập hợp con của tập hợp B. Được chưa nào? Hoặc A được chứa trong B, hoặc là B chứa A, kiểu nào cũng được, ba kiểu đọc, cách đọc nào cũng đúng các em nha. Ok, chúng ta lấy ví dụ này để em hiểu này. Ví dụ như là cho hai tập hợp, ví dụ tập hợp A của chúng ta là các phần tử là 1, 2 đi, tập hợp B chúng ta là giống như này thì nó là 1, 2, 3, 4. Các em hiểu nào? Như vậy thì các em thấy là khi đó các cái phần tử của tập hợp A này nó đều thuộc tập hợp B này. Các em thấy tập hợp B này nó chứa các phần tử của tập hợp A. Có đúng không nào? Thì khi đó chúng ta nói là tập hợp A sẽ là tập hợp con của tập hợp B, hay tập hợp B chứa tập hợp A. Được không? Chúng ta chú ý này, nếu tập hợp A là con của tập hợp B và tập hợp B là con của tập hợp A thì ta nói tập hợp A và tập hợp B là hai tập hợp như thế nào các em? Bằng nhau. Ký hiệu là A bằng B. Thầy nhớ thầy như vậy. Được chưa? Ok. Rồi, đây chính là toàn bộ nội dung kiến thức của cái bài số 4. Chúng ta cần phải ghi chép này đầy đủ. Đây là thầy hệ thống hóa kiến thức lại để chúng ta có thể ghi chép đầy đủ vào trong vở của chúng ta một cách bài bản. Ok. Nó thầy nghĩ kiến thức toán học của lớp 6 nó rất là dễ học. Chúng ta cứ đi từ từ, đừng có nôn nóng, đừng có tự cao là mình là học sinh giỏi hay các kiểu này nọ. Mà các em đã học nhanh rồi thì những phần này các em sơ qua, sơ lược qua
ta làm thầy trong sách giáo khoa được hết, sau đó chúng ta tiến tới là sách bài tập, không nào? Rồi chúng ta sẽ học tới chương trình của bài tiếp theo, tới chuyên đề nâng cao các kiểu. Chúng ta đừng có gọi là tự mãn là nói quá là ư là dễ hay là như nào đó, cứ bình tĩnh các em, rồi nó sẽ khó lên, đặc biệt là ở trong chương trình nâng cao. Bình tĩnh nha các em nha, học nó phải chắc, học bài nào chắc bài đấy, và phải ghi chép đầy đủ, học thuộc giùm thầy những ký hiệu, những cái phần mà thầy đã ghi chép cho các em. Trong clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập bổ sung của bài này, nó gồm có hai bài, thì thầy mong các em làm trước rồi sau đó mới xem clip của thầy vào tối ngày mai vào 19 giờ tối ngày mai các em nha. Ok, chúc em học tốt, bye bye.